vợ Kim Tử Long, anh ấy ôm Ngọc Huyền nhiều thì tôi càng mừng. Trinh Trinh cho biết chị không ghen trước sự ăn ý trên sân khấu của ông xã và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Chiều ngày 9 tháng 12, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tổ chức cuộc họp báo giới thiệu vợ cải lương, sự án phi giao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vợ gắn liền với tên tuổi của Ngọc Huyền từ 17 năm trước. Lần này, nam nghệ sĩ cũng thừa nhận dàn dựng vở diễn cho Ngọc Huyền đánh dấu sự trở lại của chị với nghệ thuật cải lương sau thời gian sang Mỹ định cư. Chia sẻ tại họp báo, Ngọc Huyền rưng rưng xúc động khi nhận được sự quan tâm của người anh thân thiết. Thời điểm hiện tại không dễ gì để tham gia một vở tuồng dài, vì vậy không chỉ tôi mà các anh chị trong nghề đều háo hức chờ đợi. Dịp này cũng là lần đầu tiên tái ngộ với khán giả điệu mộ cải lương của tôi, vì thế dù mỗi lần tập tôi và anh Kim Tử Long cãi nhau khá nhiều, nhưng vở này anh làm đạo diễn nên tôi sẽ nghe theo lời anh, chị nói. Trước thắc mắc về con số đầu tư cho vợ cải lương, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho hay: đầu tư cụ thể hết bao nhiêu thì tôi chưa nghĩ tới, nhưng chắc chắn mọi thứ phải tốt. Tôi chưa biết có lấy lại vốn hay không, nhưng làm một chương trình cho Ngọc Huyền tại Việt Nam thì phải chỉnh chu bài bản. Theo đó, âm nhạc của vở diễn do nhạc sĩ Minh Tâm hòa âm phối khí, trang phục thiết kế Lê Long Dũng đảm nhận. Phần kịch bản được Kim Tử Long đặt hàng tác giả Bạch Mai, viết thêm nhiều phân đoạn giữa hai nhân vật chính. Cũng tại sự kiện, Trinh Trinh lần đầu tiên trả lời câu hỏi có ghen khi ông xã và Ngọc Huyền thân thiết, ăn ý trong diễn xuất cuộc sống. Khi buông bỏ công việc, anh ấy rất dễ thương, nhưng khi vào công việc thì mặt rất ngầu, nghiêm khắc. Tôi và chị Ngọc Huyền trao đổi kịch bản, nói chuyện chút xíu mà đã quát, tập thoại mà không lo thoại. Khi tập hát, lỡ ho chút xíu, anh cũng nói, ca vậy mà ca được. Ngại hay ghen tuông thì không có chuyện đó ở trong tôi. Anh và chị Ngọc Huyền là hai thần tượng từ nhỏ của tôi. Ngày xưa tôi đi xem hai người diễn, còn chú ý kỹ xem họ hôn nhau như thế nào. Điều quan trọng là giữa gia đình tôi và gia đình chị Huyền là tình thân thương. Vì thế hai người ôm với nhau càng nhiều thì tôi càng mừng. Chỉ mong hai người tập tuồng đừng ghen nhau là được rồi, cô trải lòng. Sự án phi giao có sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, Trường Sơn, Thanh Hằng, Linh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, Trinh Trinh. Vở cải lương diễn ra vào ngày 23 tháng 12 tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh.